Trong những ngày qua người ta nói rất là nhiều đến giá xăng Đi đâu cũng nghe giá xăng ở Trên các trang mạng xã hội cũng là giá xăng Và có một cái câu chuyện rất là hài hước được kể ở trên Facebook Đó là một anh chàng đó mua hai hộp cơm sườn bì chả rất là ngon lành Xong rồi mời cái cô nàng đó ăn Cái cô nàng nó ngẫm nghĩ hồi nói là Anh có thể em với anh đến một cái chỗ nào mà có nghĩa là nó nó đắt tiền một chút rồi mình ngồi đó mình ăn cho thú vị được không? thì anh chàng nó ngẫm nghĩ một lúc sau một cái dẫn cô đó đến ngồi ngay góc cây xăng để mà ăn, <cười> <cười> có nghĩa là nó là bây giờ đó là cái nơi mà đắt đỏ nhất. <laughs> bác thấy thì có những cái uh, uh, trải nghiệm gì đối với tình hình giá xăng hiện tại? tôi muốn chứ trải nghiệm, tôi chả có trải nghiệm gì hết nhưng mà chiều ngày hôm qua đi đổ xăng thì tôi biết chắc là mình đã phải bỏ thêm ra. Ở khoảng độ gần 20 đồng so với trước đây cách đây chừng độ 10 ngày nếu mà nói về tâm trạng thì thưa quý khán giả quý vị đừng có mắng tôi sợ bảo là tôi là cái thằng đạo đức giả nhưng mà thực sự ra đó tôi thấy mình chấp nhận cái giá xăng này mà nó có lên cao hơn nữa thì vẫn sẽ cứ không than phiền tại sao vậy bởi vì nếu mà chúng ta muốn đánh một cái ác đó thì mỗi một cá nhân cũng phải có một chút đóng góp nếu muốn dùng cái chữ hy sinh thì nó hơi quá đáng nhưng mà có đóng góp, chúng ta không thể đánh một cái ác trong khi mà chúng ta cứ điềm nhiên sống một cách bình thường. Vẫn ăn món ngon, vẫn đi xe hơi đẹp và giá xăng nó thấp được. Bởi vì chiến tranh xảy ra để đánh một cái kẻ ác như Putin á. Thì toàn nhân loại mỗi người phải đóng góp một tí. Thì giá xăng nó có lên. Tôi gặp được nhiều người, họ bảo không sao hết. Ngay cả nói chuyện với một vài người Mỹ bản xứ ở đây này Họ bảo ok, I don't care. I'm ok with me. Tức là họ bảo là họ sẵn sàng nhịn ăn thêm một tí xíu để mà trả tiền giá xăng bởi vì chúng ta phải tổng thống joe biden đã làm cái việc tức là cấm nhập cảng uh, dầu và khí đốt thiên nhiên cũng như than đá của nga vào thị trường mỹ thì dĩ nhiên là giá cả nó phải lên thôi à mà chúng ta phải uh, nó xin, xin phép được thưa lại là muốn đánh một cái ác á, thì mỗi một người phải đóng góp một chút À, có người sẽ nói rằng thằng cha thái này nè có thể vì hắn còn đủ tiền để hắn đổ xăng cho nên hắn nói phép thực sự chúng tôi sống cũng đơn giản hay là đạm bạc lắm không quý vị biết là làm nghề truyền thông mấy chục năm của cộng đồng người việt thì nhiều nhất là với những người mà bỏ một cái một cái đồng 25 sen vào trong một thùng báo xong lý cắt cả một cái thùng báo đi thì cái dân làm như cô ngọc lan với tôi Uh, người ta họ là sống cũng uh, ba cọc ba đồng lắm Đấy, nhưng mà mình cần phải đóng góp để đánh vào cái ác thì mình vẫn đóng góp như thường uh, chúng ta thấy rằng năm 1973 ở Việt Nam chúng tôi nhớ Sài Gòn lúc đó là dân chúng ồn ồn đi tới các trạm xăng đứng xếp hàng bởi vì cô Ngọc Lan lúc đó chưa có sinh ra là chiến tranh Trung Đông người ta sợ thì bây giờ tình hình nó y như thế thôi à mà không riêng về nước Mỹ toàn thế giới đang rơi một cái tình trạng đó có nhiều người không biết vội đưa lên Facebook bảo tại Biden cho nên sang lên cao chả có tại ai hết á. Cái này là tại cái thằng đang ngồi bên đỉnh Cẩm Linh ấy. Uh, Putin mua tín như đó phải không? Ở bên Bắc Hàn này có ổn ổn, còn này là tín tín đó. Tại thằng tín tín đó, chứ còn chẳng tại ai hết. Đó.